chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới một số những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn cuối tuần này đi thì trước hết chúng ta sẽ nói tới cái thông tin liên quan đến có một bài viết ở trên đây là cái bài viết của Market Insider thì bài viết của Market Insider này thì bài viết này nói đó là các nhà kinh tế nhận thấy rằng một giao dịch Bitcoin đơn lẻ tạo ra nhiều lãng phí như việc vứt bỏ hai chiếc iPhone đây là cái tài liệu được chia sẻ bởi Market Insider thì thường đã chia sẻ với các bạn ở trên mạng xã hội đó thì cái sự so sánh này đó rất là nhiều bạn cho là khập khiển tại vì chúng ta thấy được là điều này tương đương nói với cái việc là nếu như bạn thực hiện 5 giao dịch tiền mặt trong một tháng nhưng mà giữ số tiền đó trong các sắt là 50 kg đi ở nhà thì bạn đang lãng phí 10 kg thép cho mỗi giao dịch các bạn có thể hiểu được cái sự so sánh này thực sự là không có nhiều ý nghĩa giống như các bạn bỏ tiền mặt vào trong cái két sắt các bạn mà các bạn mỗi lần mà lấy tiền mặt đó ra để mà giao dịch thì các bạn lại nói là mỗi giao dịch này là tốn bao nhiêu cái ký thép để mà làm cái cái sắt đó đương nhiên đây là một cái sự so sánh không có ý nghĩa nhưng mà điều mà quan trọng hơn đó là thu muốn chia sẻ với các bạn là có hai điều gần đây đó hầu như là các bạn nghe nói tới hàng ngày đó chính là hai cái câu chuyện câu chuyện liên quan đến bịch còn sử dụng quá nhiều năng lượng tiếp tục là câu chuyện được nhiều người nói đến mặc dù là rất là nhiều những thông tin này đó đối với thuận là không có cái sự xác thực thuận không phải là một trong những người mà am hiểu sâu xa về cái ngành điện nhưng mà thuận có thể nghĩ là những người mà viết những bài viết này họ cũng không có am hiểu sâu xa về ngành điện đâu thôi chỉ có thể chia sẻ một số những cách nhìn khác với các bạn liên quan đến cái câu chuyện là bitcoin sử dụng quá nhiều điện mà thôi thứ nhì là các bạn thấy được gần đây chúng ta lại thấy rất là nhiều những cái ngân hàng trung ương và chúng ta lại bắt đầu thấy rất là nhiều những cái câu chuyện liên quan tới pháp lý được nói tới hàng ngày thì chuyện gì đang xảy ra gì để thuần chức hết chia sẻ với các bạn liên quan đến cái tình hình là có phải Bitcoin sử dụng quá nhiều điện hay là không? Thì câu chuyện mà rất quen thuộc đối với nhiều bạn đó là chúng ta thường hay thấy những bài viết đến từ nhiều trang web khác nhau. Mà những trang web này đó họ đều chia sẻ một câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là gì? Cái câu chuyện đầu tiên đó là họ nói là Bitcoin sử dụng quá nhiều điện. Câu chuyện thứ nhì là họ nói là Bitcoin sử dụng nhiều điện đến nỗi mà chúng ta khi mà so sánh đó là phải đem Bitcoin so sánh với những quốc gia. Đương nhiên đây là cái tài liệu Tài liệu này được chia sẻ Để thường xem coi là ngày mấy Đây là cái tài liệu được chia sẻ bởi trang web DW.com Thì đây là cái tài liệu hồi tháng 2 Của năm 2021 này Thì tài liệu này đó họ nói là Đương nhiên chúng ta nói cái số lượng Bitcoin được sử dụng thì không thể so sánh với những quốc gia lớn như là Trung Quốc hay là Hoa Kỳ hay là Ấn Độ vân vân Nhưng mà nếu chúng ta tính thì Bitcoin có thể so sánh cái nguồn điện sử dụng để mà đào Bitcoin có thể so sánh như là ngân hàng gọi là United Arab Emirates có nghĩa là đây là cái nước Trung Đông hay là so sánh ngân hàng với đời Norway và nếu như tính theo cái sự so sánh này đó thì Bitcoin uh, sẽ là cái quốc gia đứng thứ 31 nếu tính theo cái nguồn tiêu thụ điện. Và tiêu thụ điện đó nhiều hơn cả UAE, Netherlands, uh, nước Philippines, Belgium, Austria hay là Israel. Nhưng mà các bạn thấy được là đây cũng là một trong những cái cách so sánh để gây cái sự tò mò, hứng thú, gây cái sự cảm xúc mạnh khi mà người đọc thấy những cái tài liệu này. Nhưng mà thực tế thì như thế nào? Thì tôi có thể chia sẻ với các bạn đó Thực tế là đúng là Bitcoin sử dụng rất nhiều điện đó là cái điều mà không thể nói cách khác được Nhưng mà có hai điều chúng ta cần phải nghĩ đến là thứ nhất là cái nguồn điện mà Bitcoin sử dụng bây giờ đó là nguồn điện đó là đến từ đâu Có phải là những nguồn điện mà có cái chất phế thải cao hay là đó là những cái nguồn điện sử dụng đến từ năng lượng xanh thứ nhì nữa là những cái nguồn điện này đó nếu như mà bitcoin không có dùng để mà đào bitcoin thì những nguồn điện này trước đó dùng để làm gì thì để thường chia sẻ một số những thông tin với các bạn chúng ta cũng đã từng nghe nói tới rất nhiều bài viết à, chủ yếu là viết ra để kiếm view trên những cái mạng sò mà thôi và những cái thông tin này đó như tôi nói với các bạn là cái cách tính của họ nó nhiều nghi vấn lắm giống như chúng ta đã thấy cái bài viết này được chia sẻ bởi newsweek newsweek là một trong những cái trang web mà rất có tiếng ở Hoa Kỳ Thì đây là cái bài viết được chia sẻ ngày 11 tây tháng 12 năm 2017 Và cái tựa đề là đào Bitcoin đó Thì sẽ dẫn đến là sử dụng hết tất cả năng lượng của thế giới năm 2020 Thì à, lúc này đây là một cái bài viết mà được rất nhiều người quan tâm đến Và rất nhiều những cái sự tranh cãi liên quan đến Bitcoin quá nhiều điện Các bạn thì được là cái phết Cái sự mà tranh cãi liên quan tới quá nhiều điện và gây ra cái sự uh, lo ngại đó không phải là điều mới đây là điều mà được nói tới từ năm 2017 rồi thậm chí trước đó mỗi lần mà Bitcoin hay là bất cứ uh, tình hình liên quan đến crypto mà đang được nóng gì đó thì cái câu chuyện này để được đem ra giống như là một cái gì đó sai tới sai lui hoài lý được cũng rất là chán tại vì các bạn thấy được là bây giờ đã năm mấy rồi bây giờ đã năm 2021 rồi thì uh, các bạn có thấy Bitcoin sử dụng hết tất cả điện của thế giới đâu cho nên chúng ta thấy là những bài viết này đó giống như là bài viết chúng ta vừa nói đến mới đây thì những bài viết này chủ yếu được đưa ra để gây cái sự tò mò để mà kiếm view mà thôi Chứ thực sự cũng chẳng có giá trị gì liên quan đến uh, sự thật là như thế nào Để thường chia sẻ với các bạn sự thật là như thế nào Chúng ta nhìn vào một bài viết đi Đây là bài viết được chia sẻ bởi Lynn Arden khi mà chúng ta nói tới đó là Bitcoin sử dụng quá nhiều điện, so sánh với lại một quốc gia thì cảm thấy được là đó là một cái câu chuyện rất hấp dẫn. Nhưng mà chúng ta thì được là Bitcoin sử dụng nhiều điện hơn là một số quốc gia, như là chúng ta nói tới là Philippines hay là à, nước Belgium, vân vân mới đây đó. Nhưng mà chúng ta thì được là ngoài chỉ Bitcoin ra những ngành nào, những công ty nào sử dụng nhiều điện hơn những quốc gia đó. Chúng ta có Google, YouTube, Netflix, Facebook, Amazon. À, cái ngành liên quan đến uh, cruise nghĩa là các bạn uh, đi du lịch, du thuyền đó. Hay là chúng ta nói tới cái ngành liên quan đến uh, đèn Noel. Các bạn thấy được là hay là chúng ta nói tới là có bao nhiêu gia đình sử dụng cái uh, máy giặt máy sấy thì sử dụng bao nhiêu điện mỗi năm hay là chúng ta nói tới là những cái máy bay tư nhân thì các bạn đã thấy được là tất cả những cái ngành này đều sử dụng nhiều điện hơn là những quốc gia mà họ vừa nói tới nhưng mà tại sao lại không thấy nhiều bài viết nói là Google sử dụng quá nhiều điện sử dụng nhiều điện hơn là nước Belgium hay nước Philippines hay là tại sao ta không nói tới Netflix hay là Facebook hay là tất cả những cái này tại vì cái này á các bạn thấy được là sẽ không có nhiều cái sự hứng thú như là người ta nói tới Bitcoin tại vì không có công ty Bitcoin các bạn thì được là khi mà họ tấn công những công ty này thì họ sẽ có những cái hậu quả là những công ty này sẽ tấn công trở lại những cái ngành này sẽ có những luật sư để mà tấn công trở lại nhưng mà họ lại cảm thấy là Bitcoin thì dễ ăn hiếp hơn tại vì họ cảm thấy là Bitcoin không có một cái trụ sở nào chính thống hết cho nên thường đó thì Bitcoin sẽ là cái ngành mà họ lấy ra để mà chia sẻ những câu chuyện này nếu chúng ta tính những cái này đó thì cái số lượng điện mà Bitcoin sử dụng là ngang hàng với lại cái ngành du lịch du thuyền. Rất nhiều người nói là Bitcoin có cống hiến gì cho xã hội đâu. Thực ra mà nói là đó chỉ là quan điểm cá nhân mà thôi. Có thể là một người cũng có thể nói ngược lại là cái ngành mà du lịch du thuyền có cống hiến gì cho xã hội đâu. Giống như là các bạn thấy được là đương nhiên thường không nói là du thuyền là một cái gì đó là không nên sử dụng thường hoàn toàn không có cái ý nghĩ đó thường chỉ muốn nói là các bạn không thể nào mà chấp nhận một ngành mà lại không chấp nhận một ngành khác chỉ là các bạn thấy được là không có giá trị nhưng mà người khác lại thấy là có giá trị và tại sao thường nói là người khác lại có giá trị tại vì các bạn thấy được là trên thực tế cái số lượng giao dịch từ khi mà có Bitcoin tới bây giờ đó đã lên tới là 671 triệu giao dịch rồi từ khi mà Bitcoin ra đời cho tới bây giờ và cái con số tổng số mà được giao dịch trên mạng lưới Bitcoin đã lên tới là 15,8 triệu có nghĩa là chúng ta thấy là nếu như các bạn nói là Bitcoin nó không có giao cái giá trị gì thì Bitcoin nó nếu như mà không có bất cứ giá trị gì mà sử dụng quá nhiều năng lượng như vậy thì bitcoin sẽ không sống tới ngày hôm nay là 12 năm đầu. đương nhiên có người thấy được giá trị của mạng lưới bitcoin và bằng chứng là các bạn thấy được là 12 năm sau bitcoin vẫn là một trong những cái đời tài rất là nóng và càng ngày càng có nhiều người biết đến, càng ngày càng có nhiều người sử dụng hơn, càng ngày càng có nhiều người đầu tư, càng ngày càng nhiều tổ chức đầu tư thu mua, càng ngày càng có nhiều công ty chấp nhận lưu trữ như là một tài sản và càng ngày càng có nhiều ngân hàng ủng hộ và đưa ra những sản phẩm và đã trở thành một phần của thị trường tài chính và đã dần dần trở thành một phần của chính trị rồi thì đương nhiên có người thấy được cho nên chúng ta mới thấy cái sự giao dịch nhiều như vậy và đương nhiên chúng ta không tính tới là giao dịch thông qua những mạng lưới như là Lightning Network Đa câu hỏi đó là không phải là Bitcoin có sử dụng nhiều điện hay không mà tôi nghĩ là cái câu hỏi đó là chúng ta nên hỏi là cái số lượng điện Bitcoin sử dụng đó là đến từ đâu thì rất nhiều thống kê các bạn thấy được đây là một cái thống kê được chia sẻ bởi Yahoo thì chúng ta cũng đã biết là trong năm nay chúng ta có cái hiệp hội đào Bitcoin đã được thành lập và trong đó có những cái hội viên như là Michael Saylor và đây là cái thống kê à, được chia sẻ gần đây nhất nói là cái số lượng Bitcoin được đào bây giờ đó là 56% năng lượng là đến từ năng lượng tái tạo thì có nghĩa là đây là cái năng lượng thiên nhiên chúng ta có thể đến năng lượng như năng lượng mặt trời hay là năng lượng thủy lực hay là năng lượng liên quan tới gió vân vân và những cái công ty mà trong cái hiệp hội đào bitcoin này đó cái số lượng năng lượng xanh họ sử dụng là lên tới 67,6% lần cho nên về cái phương diện này đó thì thông tin cho thấy được là bitcoin sử dụng nhiều năng lượng là đúng nhưng mà rất nhiều năng lượng đến từ năng lượng tái tạo và nếu như mà những năng lượng này đó mà không được sử dụng đi đào bitcoin thì họ được dùng để làm gì thì dựa theo nhiều cái thống kê những năng lượng này nếu như mà không có dùng để mà đào Bitcoin đó thì cũng không có những năng lượng này, có nghĩa là Bitcoin là một trong những cái ngành mà tiên phong trong cái ngành sử dụng năng lượng tái tạo, có nghĩa là năng lượng thiên nhiên đang có bây giờ đó là được tích lũy, lưu trữ giá trị thông qua các đào Bitcoin hiện bây giờ. Chứ nếu như không thì những năng lượng này cũng là đi vào cái sự lãng phí mà thôi. Đây những cái thông tin cả hai bên mà thường muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thêm một số những cái suy nghĩ tại vì những bài viết về bịch không sử dụng quá nhiều năng lượng thì đầy nhưng mà những cái bài viết để mà chia sẻ thêm những cách nhìn như là thường mới bị chia sẻ với các bạn đó thì lại không có nhiều cho nên thường muốn mang đến để cho các bạn có thêm một cách nhìn khác đương nhiên những bạn nào tin thì sẽ tin không tin sẽ mãi là không tin cho nên những bạn mà không tin thì sẽ nói là những cái tài liệu này là những tài liệu giả bịch thôi đâu có sử dụng nhiều năng lượng tái tạo như vậy thì một người khác cũng có thể nó ngược trở lại là những cái dữ liệu này là những cái dữ liệu giả mà thôi, bitcoin, những thống kê này đã cách tính cái số lượng bitcoin sử dụng đó chỉ là ước tính mà thôi, chứ không có thực sự là chứng minh được thông qua toán học. cho nên những cái thông tin này so sánh với lại Vukia thì không hợp lý, nên so sánh với những ngành khác. Như là nhiều người nói đó là đào vàng đó thì không những là tốn rất nhiều năng lượng, mà còn làm ảnh hưởng rất nặng đối với cái môi trường. Và một trong những điều khác nữa mà nhiều người ít muốn nói đến đó chính là cái số lượng năng lượng sử dụng để mà có thể có được đèn Noel là nhiều như thế nào. Và đây là một bài viết tôi cảm thấy rất là thú vị. Bài viết này là hồi tháng 12 của năm 2020. Thì so sánh cái số lượng điện được sử dụng để mà À, mở đèn noel đó là cái số lượng điện đó, đó là nhiều đến khi nào thì họ lại so sánh với nhập quốc gia đó chính là El Salvador họ nói là cái số lượng năng lượng dùng để mà mở đèn noel đó nhiều bằng cái số lượng năng lượng được sử dụng bởi cả nước El Salvador thì à, đương nhiên rất ít bài viết liên quan tới những cái tài liệu liên, à, so sánh cái số lượng điện sử dụng quá nhiều trong những ngành như là sử dụng đèn noel tại vì những cái câu chuyện này người ta không thích nghe tại vì một người bình thường đó người ta sử dụng đèn Noel người ta thích đi du lịch à, thông qua những cái du thuyền ai cũng muốn đi những cái máy bay tư nhân ai cũng muốn sử dụng máy giặt máy sấy cho nên khi mà họ viết những bài viết so sánh những ngành đó sử dụng quá nhiều điện thì sẽ có nhiều người không thích đọc và không thích xem nhưng mà đâu phải ai cũng tham gia đạo bịch hồi đâu cho nên họ cảm thấy được là tấn công số lượng điện đào Bitcoin thì nó dễ hơn và có thể là có nhiều view hơn. Đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn.